nhân viên dành cho bóng được chưa được Konate. Của Gapo Darwin Nunez không được chưa cầu gỡ được vai giữ điểm chưa được. Một cơ hội dành cho Pasalic. Thì vấn đề mất bóng của Marisa Simicas. Rồi Gapo. Kèo có thể truy cập vào 80m, đây là nhà cái uy tín nhất hiện nay. Mikas. Có lượt về nhà này canh nhỉ. Hoàng Mô Sơ. Chưa được, và đá phản quá mạnh của Atalanta. Tay của cầu thủ áo trắng. Quá đạt. Chưa được, tường đi. Thì đó lại là tường trích mũi giày ra ngoài của Darwin Nunez. Mấy bàn em ạ? À, 2-1. Cậu ta này thấy Tare. Có Tare ở đâu? Konate, Simicas, chưa được, Havet, Van Dijk, Havelius, Sim, Cut. Về nha. Qua Taro Edo. Tôi đi buồn. Anh em có thể click vào link iPad thì có trên đó. Thưa các bạn, 80bet đang là nhà tài trợ chính thức cho Masri. Giờ Gomez. Zaragoza, goal! Một cầu dành cho Atalanta. Và đây là những người ghi bàn. Hello. Chưa được. Điều chuyển vào là quá. Ném biên dành cho đội chủ nhà. Cristiano Malista. Được chưa? Cho bóng sai. Đưa bóng vào. Trượt. Cho Gomez. Nhưng mà khả năng là mình chờ 2,5 vào nha. Cứ bôi nha. Darwin Nunez chưa. Và đã phát cặp hơi mạnh của Zabosai. Keleher. Đá
diperkosa. Salah. Chân trái. À nguy hiểm, đó là cú sút đúng vào vị trí. Chân trái của Mohamed Salah. Bảo hiểm thể thao của đầu hoàn trả cược 100%. Đá bóng đi với lực quá nhẹ. Chưa thể làm rung mạnh. Tiếp tục là Rukeri. Và Salis. Đưa bóng vào Scrum Marker. Skamaka khá hay, rất nhịp nhàng. Vào của Gapo hơi nhẹ cho đội tuyển chủ nhà Liverpool. Cầu hiệp hai là cũng kịp nha, vừa vặn luôn nha. Còn đó là Gapo không đường. Do Gomez, Liverpool vẫn đang ép sân. Chưa được. Joe Gomez. Kate. Konate. Joe Gomez. Skamaka. Không được. Vẫn thịt tội. Chết. Chưa được, đó là pha bắt bài của Vada. Đánh đâu, rất nguy hiểm đấy. Kamaka, chưa được. Và đá phản dành cho đúng. Cho được chuyền vừa rồi, giữa điểm, bên cơ. Mohamed Salah.